Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Bé Ảo Thuật xin giới thiệu với các bạn một cái phụ kiện ảo thuật, đấy là chiếc đũa thần kỳ như thế này. Để các bạn có thể thấy được cái hiệu ứng của nó. Ok, bây giờ trên bàn của mình là hai trái tim. Đúng rồi. Rồi, trong hai trái tim này anh Hồ thích trái tim nào? Trái tim này. Rồi, anh nắm chặt lấy trái tim đấy rồi em. Nắm chặt luôn. Đúng rồi. Lòng vào vai luôn. Đúng rồi. Bây giờ này em búng tay cái này. Bập một cái. Anh có tin là em có thể đổi vị trí giữa hai trái tim này cho nhau không? Không tin đúng không? Anh mở ra coi. Đây này. Đó, em vừa đổi vị trí hai trái tim á. Không thấy đâu. Ok, bây giờ em làm lại lần nữa, em làm nhanh hơn và hiệu ứng trực quan hơn nhá. Bây giờ trái tim này của em này, trái tim này của anh nắm chặt lấy ạ. Rồi. Bây giờ như này, em sẽ đó. Cái đũa thần này nó sẽ tạo phép màu, nó sẽ biến mất trái tim bên em. Và anh mở tay ra xem. Mở ra luôn. Wow, hai cái kìa. Hay quá ta. Đó chính là cái phụ kiện mà mình muốn giới thiệu với bạn. Big stick.